lập đàn dài kết nên tổ tình oan khiên.
cũng hướng thẳng hóa ra cứu nghiệp vì đâu bắt tội oan khiên phá hủy chùa chiền chiếm đoạt của công. Cây thế nghi cướp nghi gia tài rồi lừa mẹ hóa con coi hoàng dâm phụ nữ có thai chẳng nhìn gian phi trộm cắp bạc tiền kinh gia lừa che dối tiền hùng hăng ban mua chẳng lương công bằng. Vinh hoa
văn trạng tuyên đọc dĩ chu ngưỡng vọng thánh từ phù thủy thái lạp kim hữu tử trạng mã tải phó lô thiêu hoa. Mâm sớ kia lễ tạ, mỗi nhà lễ tạ ba lễ xong rồi mang đi hóa. A Di Đà Phật. Thank you.
bác gia đình mình ngồi sát lên trên đàn, mọi người ngồi sát lên trên, sát sát vào cái hoa vải. Cái khóa lễ này là khóa lễ quan trọng nhất của cái đàn tràng hôm nay ấy. Cực kỳ quan trọng, kinh khủng.